những gì xảy ra thì sao cho anh để ghé thăm. Anh bây giờ khách trước và chắc là em cũng như vậy. Ngày xưa em là người đã bước rồi bây giờ là bên đây. We'll be right back.
Chúng ta có cả vượt qua lớn là do em thân ai đó hơn.